Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh Chả Chiên Vlog ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề rất là mới luôn để cho các bạn sẽ ấn tượng nha. Thì hôm trước á, có một số bạn đã ủng hộ và rất ủng hộ cái kênh của mình và kêu mình làm một cái thử thách nào đó để mà hấp dẫn, để mà thu hút cho các bạn xem. Thì các bạn có gợi ý cho mình á là mình hãy thử thách làm một ăn hay là một thức uống nào đó. Thì hôm nay các bạn nhìn ở trước mặt đi, xem đây, đây là cái gì đây? Wow, một cái xô và chứa đầy nước. Ở trong này chứa cái gì đây? Mình hôm nay mình sẽ sáng tạo nha các bạn. Mình sẽ pha 10 gói Milo vô đây rồi. Đầy một cái xô khổng lồ luôn cho các bạn xem này nha. Đây, một cái xô chà bá luôn. Rồi, quay cho các bạn xem nha. Đầy Milo. Hôm nay mình sẽ thử thách cho các bạn, không có nói dài dòng nữa, mình sẽ đi thẳng vào chủ đề chính nha. Mình sẽ thử thách uống hết cái xô Milo này trong vòng 5 phút để thử xem cái bao tử của mình á, với cái xô Milo này á, cái bao tử với xô Milo mình có bự ngang nhau không nha các bạn. Thôi không chần chừ gì nữa, mời các bạn hãy đi vào quá trình nha, thử thách. Rồi, action. Em xem đây, hồi nãy là mình uống vào lúc thử thách là 8 giờ nha các bạn. Đây, giờ lúc 8 giờ đúng, bây giờ là hết là gần 1 phút rồi các bạn. Để xem coi mình uống được bao nhiêu rồi. Đây, mình uống, chà, mình uống mới được có 1/7 cái thùng nha các bạn. Và bao tử của mình bữa nay chứa nhắm chứa hết hôm nay nữa, quá trời thùng Milo, quá trời to. Nhưng mình sẽ cố gắng nha, còn lại gần 4 phút nữa mình sẽ uống hết cái thùng này nha. Bắt đầu tiếp tục action nữa. Rồi, nãy mình uống cũng lâu rồi, cũng gần hơn phân nửa rồi, đến còn mấy giờ rồi. Rồi mình cho các bạn xem nha. Vì là gần 4 phút rồi các bạn ơi. Gần 4 phút rồi, bây giờ mình coi lại cái thành quả của mình coi. Wow. Mình uống còn lại có 1/4 các bạn, hơn 1/4 chút xíu nha. Bạn xem nè. Sắp thành công các bạn ơi. Bắt đầu mình giờ mình tiếp tục uống nữa. Và tiếp tục mình uống là uống còn 1 phút rồi, tranh thủ mới được. Quá trời các bạn ơi, uống này uống xỉu luôn rồi, bụng to rồi, chắc mình sắp bể cái bụng rồi nè, quá trời rồi, để cho bạn xem cái bụng nè, quá trời rồi, chịu hết nổi luôn rồi. Nhưng mà vì cái thử thách hôm nay mình sẽ cố gắng còn 1 phút mình uống cho hết luôn cái này mới được, tiếp tục ngủ nha. Cái thùng luôn quá, uống cho nó lẹ các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi, mà lại quá sướng, quá phê và muốn xỉu luôn. Sau một hơi dài uống xỉu luôn bạn, mình té xuống giờ mình cái bụng mình no nóc luôn rồi. Bây giờ mình xem là thành quả của mình nha, còn có mấy giây nữa à, bạn xem ơi, còn có mấy giây nữa thôi, thành quả mình còn được bao nhiêu. Đây,
bạn ơi, còn một chút xíu à, mình sẽ gán nha, còn có mấy giây nữa à? Còn có khoảng 20 giây nữa hết rồi, mình xem đồng hồ còn có khoảng 20 giây nữa thôi. Đây là các bạn, mình uống còn một chút xíu nữa, thời gian sắp kết thúc rồi, còn khoảng 10 giây nữa à, mình cố gắng nha, mình ăn phải cố gắng tranh thủ rồi mình uống cho nó hết luôn nha các bạn ơi. Mình để tranh thủ ực luôn đi, mình khỏi không, mình uống trực tiếp luôn chứ không cần uống hút nữa nha. Bỏ đi. Tiếc nữa. Rồi, các bạn thành công rồi. Và mình uống xỉu luôn. Đây các bạn xem cái thùng đây. Không còn nữa các bạn ơi. Còn tí xíu thôi nha. Vậy là mình đã thành công rồi. Quá tuyệt vời luôn. Yeah. Thì hôm nay đến cái thử thách này á, mình đã làm theo yêu cầu của một số bạn đã thích cái kênh mình mấy lâu nay á. Hy vọng là các bạn qua thử thách hôm nay á, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và nhớ cho mình like nha các bạn. Nếu thích cho mình like nha. Mình giờ là mình phải đi giải quyết cho được. Tại uống quá trời nãy giờ rồi, cái bụng mình phải đi xả bớt mới được, quá trời rồi. Các bạn xem là cái bụng này muốn xỉu luôn rồi các bạn ơi. Thử thách hôm nay quá căng, quá độc. Các bạn có yêu thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp tục nha, kênh Chả Chiên Vlog nha các bạn. Vâng, hẹn các bạn gặp lại cái clip thử thách lần sau nha. Tạm biệt.